Không có người ở nhà. Xin lỗi, anh chị Kiếm ơi. Anh cho hỏi, đây có phải nhà cô Hằng không? Đúng rồi, nhưng hai vợ chồng làm thợ may ở ngoài thị trấn cả tháng nay rồi. Anh chị hỏi có chuyện gì không? Vậy thì không phải cô Hằng tôi muốn tìm. Chúng tôi á ở cơ quan cảnh sát hình sự thành phố. Dạ. Đề nghị các đồng chí giúp đỡ. Gần ngay sát ủy ban xã có một cô tên Hằng, Diễm Hằng. Có phải cô ấy tên là Nguyễn Thị Diễm Hằng, chừng 26 tuổi không đồng chí? Đúng rồi, nhưng có khi cả năm cô ấy mới về. Cảm ơn đồng chí. Không có gì. Mình bị qua lừa hay Hằng cho địa chỉ ma? Em cũng không rõ nữa, chắc chỉ có Hằng mới biết rõ thôi. Lại Thủy, em có sao không? Không, em không sao hết. Anh có sao không? Mẹ kiếp. Chào đồng chí ạ. Chào đồng chí ạ. Đồng chí cho tôi xin gặp đồng chí lãnh đạo phường ạ. Đồng chí ơi. Đồng chí ơi, cho tôi xin gặp lãnh đạo ở đây. Có nhìn thấy gì không? À, đồng chí. Đồng chí ơi, đề nghị đồng chí nhìn vào mặt tôi để nói chuyện nè. Không thấy tôi đang bận công chuyện à? Chết rồi. Chào đồng chí. Chào đồng chí. Chào đồng chí. Chào đồng chí. Mời đồng chí xem qua. Mời hai đồng chí ngồi. Hai đồng chí có chuyện gì cần gặp tôi? Dạ tôi và đồng chí Thủy đây cần đồng chí hỗ trợ một số việc. Đồng chí trực ban. Dạ báo cáo đồng chí, tôi có mặt. Đồng chí hãy cung cấp thông tin theo yêu cầu cho hai đồng chí cảnh sát hình sự này. Dạ. Xin mời hai đồng chí theo tôi. Cảm ơn đồng chí. Chào đồng chí. Dạ cảm ơn. Chào đồng chí. Alo, anh yêu hả? Em đang ở nhà trọ, anh đang làm gì vậy?
Em chờ anh nha anh yêu. Cô muốn gì nữa đây? Hết rồi, chúng ta chấm dứt rồi, không còn gì để nói nữa. Alo. Đây có phải nhà anh Quang không chị? Đúng rồi, đây là nhà của anh Quang. Tôi là vợ anh Quang, có gì không cô? Rất vinh dự được tiếp chuyện với chị. Tôi là Hằng đấy chị Thanh. Hằng. Hôm nay cô gọi điện thoại cho tôi để cho tôi biết là cô đang muốn giật chồng người ta, có phải không? Tôi muốn nhiều thứ lắm, nhưng trước tiên tôi muốn gặp chị. Cô muốn gặp tôi để làm gì? Tôi cần gặp chị. Nếu không, cả nước sẽ biết những hình ảnh mà ông chồng chị đang trần truồng ôm tôi. Thôi được, bây giờ cô muốn gặp ở đâu? Nhà trọ đường số 4, đường Tản Viên, phường 5. Tôi chờ chị. Cô là Hằng. Đúng. Còn chị là Thanh. Cô muốn cái gì? Bây giờ cô nói đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Chị đến đây có nghĩa là chị vẫn còn yêu chồng chị lắm. Tôi muốn mọi chuyện chấm dứt. Bây giờ cô nói đi, cô cần cái gì hả? Tôi cần tiền. Cô là cái gì mà đòi tiền của tôi? Chị nghĩ sao? Nếu cơ quan của chồng chị, bạn bè, người thân, họ nhìn thấy những tấm hình này, tôi sẽ tung lên mạng, cả nước sẽ biết đến ông chồng yêu quý của chị. Cô mà dám làm như vậy, tôi sẽ giết cô. Đâu có dễ vậy. Thôi, bỏ ra chút tiền coi như là đền bù danh dự cho tôi và mua lại danh dự cho gia đình chị, được không? Cô đúng là cái đồ vô liêm sỉ. 500 triệu đối với gia đình chị không khó. Tôi sẽ trả lại hết những gì tôi có trong tay và biến khỏi đời sống của gia đình chị. Nè, cô đừng có hòng ép tôi. Vậy thì giữa tôi và chị không có điểm chung. Tôi sẽ gặp anh Quang, nhưng không ai dám chắc chồng chị sẽ tiếp tục bị xây dần trong tay của tôi như thế nào đâu. Tôi mặc xác mấy người, tôi không quan tâm. Nhưng có một điều tôi muốn nhắc cho cô nhớ. Nếu như cô dám làm tổn thương bất kỳ ai trong gia đình của tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Người ta nói nắm người có tóc chứ không ai nắm kẻ trọc đầu. Chị là kẻ có quá nhiều tóc, còn tôi thì ngược lại. Chị định nắm vào gì đây? Tao nắm vào cái mạng của mày có được không? Đâu có dễ vậy. Tao sẽ gọi cho Quang để xem. Quang, anh hả? Anh Quang yêu dấu của em hả? Cô muốn gì? Em muốn anh
Nhưng mà xã anh mới ở đây ra, em muốn gặp anh nghe anh yêu. Đợi đó, tao sẽ giết mày. Có vậy chứ. Em đợi anh nha. Anh giận thì giận nhưng anh cũng tới à. Cô buông tôi ra đi. Cô thật là trơ trẽn. Tôi chỉ nghĩ làm bạn với cô cho qua ngày. Tôi chỉ coi cô như là con điếm thôi. Tùy anh. Giờ cô muốn cái gì cô nói đi. Em chẳng muốn gì hết. Em chỉ cần anh thôi. Tôi yêu cầu cô để tôi và gia đình tôi được yên. Cô hiểu không? Em chưa thấy anh đối xử với em như vậy bao giờ. Hãy như ngày nào chúng ta yêu thương nhau đi anh. Buông tôi ra đi. Từ đây về sau đừng gọi cho tôi và đừng bao giờ gặp tôi nữa. Nếu chuyện này còn tái diễn, cô được trách tôi. Khoan, còn chuyện này nữa anh. Anh xem đi. Cô cần bao nhiêu tiền, cô nói đi. Anh xem cái này đi rồi hãy nói đến chuyện tiền với em. Thì ra các người đã có âm mưu sẵn. Trời ơi, tôi thật là ngu quá mà. Bà xã anh có tới gặp tôi. Cô muốn bao nhiêu? Tôi nói cần 500 triệu. Thì cổ chửi tôi, nói tôi là con đỉ. Vậy thì hôm nay con đỉ này sẽ lấy anh 1 tỷ. 1 tỷ. Cái gì? Anh nghe chưa? Cô nói cái gì? 1 tỷ à? Đúng, tôi nói 1 tỷ. 1 tỷ đồng. Tôi nói chậm để anh tiêu quá đó. Khốn nạn. 1 tỷ hả? Đồ con quỷ. Đúng là con điếp. Cô nhớ nghe, hôm nay là ngày cuối cùng tôi gặp cô. Anh cứ mong như vậy đi. Anh hãy cứ cho là như vậy đi. Thank you.
anh cho em gửi. Dạ cảm ơn cô. Hằng, Hằng ơi, Hằng ngủ chưa vậy Hằng? Hằng, 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 nó có bạn trai đưa về mà. À, dạ đây là bà chủ phòng trọ. Ừ. Dạ. Vậy ai là chủ quán? Bà dạ. Này. Ai là người phát hiện ra nạn nhân đầu tiên? Là cô Hoa. Dạ tôi. Cô là cô Hoa à? Dạ. Cô phát hiện ra nạn nhân như thế nào? Dạ, tôi đi làm về thì thấy cửa phòng Hằng mở toang ra. Tôi bước vô thấy Hằng nằm vậy, tôi sợ quá chạy qua báo gì ai, tôi không biết gì hết á. Vậy cô với nạn nhân có quan hệ như thế nào? Tôi làm chung ở quán bar với cô ấy. Được rồi, tôi sẽ mời cô về trụ sở để thực hiện công tác điều tra. Dạ. Các đồng chí, ở lại không được làm xáo trộn hiện trường. Dạ, rõ. Chào các đồng chí. Chào đồng chí. Chào đồng chí. Chào. Chào, chào đồng chí. Đồng chí là cảnh sát hình sự. Đúng rồi. Đã có ai xáo trộn hiện trường không? Khi chúng tôi tới thì đã hiện trường như thế này rồi. Và cũng chưa có gì xáo trộn hết. Mà các đồng chí làm gì? Rồi. Thiếu tá, hãy ra thu hồi những vật chứng này. Báo cáo thủ trưởng, có dấu hiệu bu sát. Ta cần đưa xác nạn nhân về nhà xác để tiếp tục điều tra. Dạ. Địa điểm là nơi công an phường đã báo. Rõ. Lúc này anh đánh lên tai ghê á. Thắng là do chú nhường, chứ lâu nay anh có tập vợt gì đâu mà. Hôm nào em tặng anh mấy cái vé chơi golf, anh dành chút thời gian. Môn này rất thú vị đó. Nghề của anh chú biết rồi đó, đi lại thất thường, thời gian đâu mà chơi. Em nghĩ đúng là thật sự làm nghề đó đau đầu thật. Cứ làm thầy cả như chú á lại hay. Cũng cần có quan hệ chứ anh. Năng động như chú á là hiếm có lắm đó. Nhưng mà 2/3 sự thành công của em là nhờ anh giúp đỡ hết đó. Chú đó đừng có sáo. Em nghe nói mới có một vụ giết người ở nhà trọ phải không anh? Tôi đang đau đầu về chuyện này đây.
Đã tìm thấy được nguyên nhân chưa anh? Vẫn đang tranh cãi. Ở bên đội hình sự cho rằng có người muốn thủ tiêu nạn nhân để bịt đầu mối. Thì gã quán bar làm gì mà phải bịt đầu mối hả anh? Theo cậu thì là do điều gì? Em nghĩ là thù nhau tranh giành mối làm ăn thôi. À, anh có quen ai làm ở cửa khẩu Mộc Bài không anh? Chú định làm gì? Em có mấy đứa cháu muốn sang Campuchia du lịch đó mà. Tưởng gì, cửa khẩu Mộc Bài lại mốt của anh cả mà. Muốn sang Campuchia để anh điện lên cho tụi nó. Vậy khi nào có gì em sẽ alo anh. Em cảm ơn anh trước à. Thôi em với anh ra làm thêm set nữa. Nè, các đồng chí xem hình đi. Bây giờ chúng ta vào việc luôn nha. Chỉ trong vòng một tuần sau khi chúng ta ngăn chặn vụ hai cháu bé ra nước ngoài thì có nhiều vấn đề liên quan đến quán bar. Nhưng quan trọng nhất là giết nhân viên ở trong quán bar, ở nhà trọ. Các đồng chí suy nghĩ coi. Đồng chí Hưng, phát biểu quan điểm của mình coi. Rõ ràng Hằng nắm giữ nhiều bí mật. Theo tôi thì chúng muốn giết Hằng để bịt đầu mối. Tôi không cho là vậy. Khám xét hiện trường cho thấy Hằng chết là do bị bóp cổ, có xảy ra xô xát và một vài bằng chứng quan trọng liên quan đến hai người nữa. Một dấu tay của Quang, một dấu tay khác chưa tìm ra, nhất là khi nghe đoạn băng ghi âm cho thấy mối quan hệ giữa hai người này. Tôi yêu cầu cần điều tra mối quan hệ của những người này. Đúng là Quang. Trong nhà có đoạn băng ghi âm và những bức hình ăn ái giữa Quang và nạn nhân. Người bán nước đối diện đã nhìn thấy người đàn ông khoảng 40 tuổi miêu tả nhận dạng giống Quang bước ra khỏi nhà hàng vào thời điểm xảy ra án mạng. Tôi đề nghị tạm giữ Quang để điều tra. Được. Nhưng tôi nhắc lại, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một chứng cứ nào. Tôi yêu cầu toàn đội trọng án xuống hiện trường một lần nữa để rà soát lại. Rõ. Dạ, có gì vậy mấy anh? Chúng tôi muốn gặp anh Quang. Có chuyện gì vậy mấy anh? Anh Quang, chúng tôi nghi ngờ anh liên quan đến một vụ án giết người. Mời anh theo chúng tôi về cơ quan công an để làm rõ. Tôi đâu có giết ai, tại sao liên quan tới tôi? Về cơ quan sẽ rõ. Mấy anh ơi, chắc là mấy anh hiểu lầm rồi. Chồng tôi không có giết người đâu mà. Chị bình tĩnh, chúng tôi chỉ nghi ngờ anh Quang và mời anh ấy về cơ quan điều tra thôi. Không đâu, không đâu. Tại sao lại có chuyện này được? Tại sao? Tại sao lại có chuyện này được chứ? Em yên tâm đi, anh không giết người. Không. Anh sẽ về mà. Mời anh theo chúng tôi. Em hãy ở nhà chăm sóc con. Nghe. Mời anh ra xe. Không đâu. Anh à, anh. Anh à. Không. Chị bình tĩnh đi. Chúng tôi chỉ mời anh ấy không về hành điều tra thôi. Anh làm sao mà giết nếu người được phải không? Nếu anh không có tội thì chúng tôi sẽ thả anh ấy ra. Không. Chị yên tâm đi. Anh không sao. Không. Anh Quang. Anh không yên có tâm tội. Đi mà. Đi các đồng chí. Em yên tâm đi. Không. Anh sẽ về mà. Anh ơi. Anh Quang. Anh.
Alo, Thủy hả? Thủy đến nhà mình liền nha. Thủy đến liền nha. Anh qua nhà mình gặp chuyện rồi. Được rồi, mình chờ Thủy nha. Thủy hả, sao lâu vậy? Anh Quang bị bắt rồi. Mình lo quá, bây giờ mình phải làm sao đây? Thanh bình tĩnh đi, không có sao đâu. Công an họ chỉ mời anh Quang lên để lấy lời khai thôi. Nếu như mà anh Quang vô tội thì anh sẽ được thả ra thôi mà. Anh Quang mà có chuyện gì, mẹ con mình phải sống làm sao bây giờ? Thủy, Thủy là công an, Thủy giúp mình đi. Thủy nói với mẹ anh là đừng có đánh anh Quang. Chồng mình không có giết người đâu. Sao lại đánh? Mình nghe nói là vô trong đó sẽ bị đánh rồi bắt nhận tội đó. Thanh à, em đừng có nghĩ vậy. Em yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Có thiệt không anh? Thiệt mà. Thanh à, bạn yên tâm đi, có mình ở đây mà. Làm gì mà cuốn lên vậy? Anh Quang vô tội sẽ được tha thôi. Nhưng mà như thế nào là vô tội? Nếu như mà anh Quang chứng minh được là tối hôm đó anh Quang không có mặt ở nhà hàng, và lâu rồi anh Quang không có qua lại với cô ta, thì anh sẽ được tha thôi. Mình chắc mà Thủy. Anh Quang hôm đó anh ở nhà với mình, anh không có đi đâu hết á. Nếu như mà đó là sự thật thì khi nào người ta hỏi, Thanh trả lời y chang vậy là được. Vậy giờ Thủy dẫn mình đi gặp họ đi. Mình muốn thanh minh cho anh Quang. Đi Thanh, Thủy. Bình tĩnh Thanh, bình tĩnh. Điều tra phải từng bước một. Mình không thể nào dắt Thanh qua nói với công an được. Làm như vậy á, người ta sẽ nói mình vì tình riêng. Mình phải làm sao bây giờ? Thanh yên tâm đi, tụi mình hứa sẽ giúp Thanh hết mình mà. Ê mày, tháng này tao được tăng lương có 2 triệu à. Còn mày được nhiêu? Tao làm mệt muốn chết mà tăng lương chẳng được bao nhiêu. Ê, không biết thằng nào ra tay giết con nhỏ đó mày. Chắc gì tình, chứ có mất mát gì đâu. Tình gì ba cái thứ đó. Tao nói thiệt với mày, với giang hồ chỉ có tiền thôi. Và cái thứ đồ đạc linh tinh trong nhà nhầm nhò gì. Quan trọng là có khoản tiền ngầm kết xù nằm trong tài khoản ngân hàng của cái thằng cha kia kìa. Ủa bà hai, mà cái lúc đó bà dọn hàng chưa vậy? Ơi trời tối, mắt tôi lem nhem quá, có thấy ai là ai đâu. Nghe nói công an đang bắt thằng bồ của nhỏ đó. Nghe nói tay này là giám đốc, giàu lắm phải không bà? Chắc là vậy á. Ủa, ở đây mình mới có vụ gì hả chị? Cô gái trọ dãy nhà sau vừa bị giết. Chắc là cướp của. Không phải, nghe đâu là vì tình. Mà trước ngày cô ta chết mấy ngày ha, có mấy người tới đây nè, nghe cãi cọ dữ lắm. Ủa, có mấy người tới đây cãi cọ hả chị? Một ngày hả, có từ 1 đến 2 người tới đó. Ôi, gái bao thì quan hệ đủ loại người, có khi cô ta còn không nhớ hết nữa, huống chi là mình. Ủa, vậy từ hôm đó tới giờ có ai tới tìm cô ta nữa không anh? Ai mà dám tới tìm nữa. Nhiều khi kẻ giết người cao bay xa chạy trước khi công an tìm ra. Còn nếu không á, giờ này thì chắc cũng vô nhà đá rồi. Nè, ông đừng có nói lung tung. Công an mà nghe được bắt ông lên đồn á. Sợ gì mày? Nếu mà tao giết người á, ông lẽ giờ này tao ngồi đây. Mà công an hay ra đường ngồi nghe ngóng lắm á. Vậy á thì họ mới có thể xác định được tội phạm chứ. Mày nói vậy, không lẽ hai chú này là công an? Các anh nói có như thật. Tụi em mà là công an á thì cả dòng họ đã được nhờ rồi. Giỡn với mấy chú một chút thôi, chứ tôi chạy xe ôm đây mấy chục năm, tôi nhìn là tôi biết người nào công an, người nào không công an à. Hay quá. Ủa, mà hai chú em có vô nhà nhỏ đó chơi chưa? Chưa. Nghe kể thôi, tôi nổi óc hết luôn. Em tưởng họ cấm vào chứ.
Đi con hẻm nhỏ đằng sau này nè, công an nào biết đâu cấm. Ủa, vậy có đường hẻm nữa hả anh? Có chứ. Ai mà nói láo chú làm gì? Cái đường đó ở phía sau này nè, toàn là dân chích choác thì ke không. Vậy là có hai con đường ra vào ngôi nhà đó hả anh? Tất nhiên rồi. Cái đêm hôm đó đó là có một thằng xì ke đang chích, đang phê, thì công an ập vô bắt. Nó sợ quá nó chạy ra, nó kêu tôi chở đi mà. Sao tôi biết được bà? Mà hai chú không có đi tham quan nhà đó sao? Sợ hả? Cũng nghe mấy bà kia nói lợi vậy đó mà. Sao ông không em? Tính tiền gì ơi? Hả? Mời anh theo chúng tôi về đội hình sự để phối hợp điều tra. Tôi đâu có làm gì đâu, về đội hình sự làm gì? Xin mời anh. Ủa tôi đâu có làm gì đâu, về đội hình sự làm gì? Anh hãy thành thật khai báo, tối hôm xảy ra án mạng anh ở đâu? Dạ tôi ở nhà với vợ. Anh với nạn nhân đó quan hệ với nhau bao lâu rồi? Dạ mới, khi vợ tôi biết tôi đã chấm dứt quan hệ này. Anh giải thích như thế nào về những bức ảnh và cuốn băng đã ghi âm tiếng nói của anh với nạn nhân? Tôi không hề biết gì ngoài việc cô ta gửi đến công ty để tống tiền tôi. Anh nghĩ sao khi thấy chúng? Tôi bị sốc và tôi đã xé nó đi. Từ hôm đó anh có tới gặp nạn nhân nữa không? Dạ, dạ không ạ. Tôi yêu cầu anh khai rõ sự thật. Dạ, tôi nói thật mà, tôi không phải là người giết cô ta. Trong điện thoại của nạn nhân á, có rất nhiều cuộc gọi tới máy của anh, tới nhà riêng của anh, thậm chí tới cả cơ quan của anh. Vậy những lần đó anh với nạn nhân đã trao đổi với nhau những gì? Dạ, cô ta đòi gặp tôi, nhưng tôi nghĩ không có gì để gặp cô ta nữa hết. Nhưng cô ta nhất định phải gặp tôi. Từ đó cô ta luôn quấy nhiễu tôi bằng điện thoại. Anh nên khai thật đi, bằng chứng đang chống lại anh đó. Theo tôi được biết, anh biết cả cô Trinh. Dạ có, cô ấy làm tiếp viên cùng chỗ với Hằng. Anh đã từng cung cấp thông tin cho công an về một vụ đưa trẻ em ra nước ngoài. Dạ phải. Vậy theo anh, chủ mưu đằng sau vụ án đó có liên quan gì đến Hằng, đến Trinh, hay liên quan đến những bức ảnh chụp anh với nạn nhân không? Ừ. Dạ tôi không biết. Bây giờ tôi bắt đầu hỏi anh, anh thành khẩn trả lời. Biết sao nói vậy, không được nói gian, không được nói dối. Dạ thiệt tình em không biết gì hết anh. Em nghe người ta nói, cái em nói cho vui thôi, chứ em không biết gì đâu. Anh làm ơn tha cho em đi anh. Tôi không có bắt anh, tôi chỉ muốn anh hợp tác với chúng tôi nhanh chóng điều tra vụ án. Thì anh hỏi gì em khai hết rồi. Mấy anh tha cho em về, em còn kiếm tiền nuôi vợ con, em chạy xe ôm nuôi vợ con em nữa. Anh cho tôi biết, trong buổi tối xảy ra vụ án, anh có mặt ở đó từ mấy giờ đến mấy giờ? Anh có thấy điều gì bất thường ở nhà nạn nhân không? Em đứng đó từ chiều, em không thấy cô gái đi ra khỏi nhà. Khoảng 5 giờ thì có khách đi xe ôm, rồi em đi xe ôm luôn, chứ em đâu biết gì đâu. Vậy còn lối đi đằng sau thường xuyên có dân nghiện đến hút chích không? Dạ không thường xuyên lắm đâu anh, lâu lâu mới có một hai người, mà có mấy thằng xì ke ở gần đó không à anh? Anh có biết người thanh niên thuê anh chở đêm đó là ai không? Dạ bữa đó tối quá em không nhớ rõ nữa anh. Sao anh nói là chỉ có dân nghiện gần đó mà giờ là không biết? Cái anh cha này nó lạ lắm anh ơi, em nhìn thấy nó ốm nhô ốm nhách giống như xì ke đó anh. Với lại nó đi từ trong hẻm ra thì em đoán nó là dân hút chích vậy thôi, chứ em đâu biết gì đâu. Khoảng thời gian đó với thời gian xảy ra vụ án mạng là bao lâu? Dạ em cũng không biết nữa. Lúc đó là nó kêu xe em chở nó đi, nên em không nhớ anh ơi. Em đâu biết là trong đó xảy ra án mạng gì đâu. Cái bữa sáng hôm sau em nghe nói là trong đó có người chết. Vậy hắn kêu anh chở đi đâu? Nó kêu em chở vòng xong tới chợ Tân Định ngừng xuống, cái nó trả tiền xe ôm rồi thôi anh. Em không có biết gì hơn hết anh. Anh có gì anh tha cho em, chứ em đâu có tội gì đâu anh.
Thôi được rồi. Dạ. Có gì tôi sẽ điều tra sau. Dạ dạ dạ. Cô khẳng định đêm đó Quang ở nhà với cô phải không? Dạ. Trong số điện thoại của Hằng á, có rất nhiều cuộc gọi gọi đến nhà cô vào lúc nửa đêm. Cô biết điều đó chứ? Tôi biết. Và tôi đã từng nói chuyện với cô ấy qua điện thoại. Cô ấy muốn gì? Cô ấy đòi tôi một khoản tiền. Vậy điều gì? Về danh dự của gia đình tôi và danh dự của Hằng. Cô hãy nói rõ hơn. Hằng đòi tôi một khoản tiền là 500 triệu. Nếu không, Hằng sẽ đưa những bức ảnh đó cho gia đình và bạn bè của tôi. Và Hằng sẽ đưa lên mạng nữa. Cô nghĩ sao khi phát hiện quan hệ giữa chồng cô và Diễm Hằng? Đàn ông mà anh. Ai mà chẳng có những lúc ngoài chồng ngoài vợ. Miễn sao anh Quang, anh biết đường quay về với vợ con là được rồi. Tôi hiểu. Anh ơi, như vậy là anh Quang nhà tôi vô tội phải không? Những lời cô vừa khai á, không đủ bằng chứng để chứng minh anh Quang vô tội. Cần những bằng chứng xác thực hơn. Cô có bằng chứng xác thực không? Chứng minh là anh ấy đã ở chung với cô vào khoảng thời gian đó. Nhất định tôi sẽ tìm được bằng chứng. Nhưng mà chồng tôi sẽ bị giam giữ đến bao giờ? Cái đó cấp trên sẽ quyết định. Mời cô ký vào biên bản lời khai. Các đồng chí đã thu thập được những gì rồi? Bên khoa học hình sự đã xác định được giọng nói và dấu vân tay chưa? Dạ, báo cáo có. Sau khi lấy khẩu cung của Quang, dường như anh ta không liên quan đến vụ án này. Nhưng qua suy đoán thì mọi bằng chứng đều bất lợi cho anh ta. Không ai có chịu động cơ giết Hằng bằng Quang. Vì Hằng đã thường xuyên gọi điện quấy rối và yêu cầu anh ta gặp mình, nên nếu Hằng chết, anh ta sẽ thanh thản hơn. Chúng tôi lại có một nguồn thông tin khác. Tại nơi xảy ra vụ án mạng còn xuất hiện một kẻ thứ ba. Đó là một thanh niên đi ra từ lối đằng sau căn nhà. Vậy chúng ta có thêm một đối tượng khả nghi nữa. Đồng chí điều tra được gì manh mối người này chưa? Tôi đã hỏi cung người xe ôm mà hắn thuê chở đêm đó, nhưng anh ta không nhớ được hắn và nói rằng hắn xuất hiện ở đây lần đầu. Hắn rất có thể là một thành viên trong một đường dây xã hội đen được cử tới để thủ tiêu Hằng. Đồng chí Thủy nhiễm hơi nhiều về đường dây xã hội đen, nên mọi việc đều suy đoán theo hướng này. Đừng có nên dựa vào cảm tính. Thưa thủ trưởng, không phải là tôi dựa theo cảm tính, tôi chỉ sâu chuỗi các sự kiện lại thôi. Cô ấy nói đúng đó thưa thủ trưởng. Tôi cũng thấy án mạng này có liên quan gì đó đến một sự kiện khác. Đồng chí Hưng có cùng quan điểm với tôi thưa thủ trưởng. Đồng chí Hưng, cứ phát biểu tiếp đi. Cái chết của Diễm Hằng có gì đó liên quan tới Quang. Tôi nghĩ anh Quang không liên quan tới cái chết của hai người này. Đồng chí Thủy, để cho đồng chí Hưng trình bày tiếp đi. Việc có những tấm ảnh và cuốn băng của Quang là điều kiện để buộc Quang phải làm theo trong vụ cô Trinh. Nhưng sai lầm của chúng ta là đã ra tay bắt Trinh quá sớm, nên không đủ bằng chứng để kết luận đó là một vụ buôn bán trẻ em. Thủy à, tôi không có ý đổ lỗi cho cô ở đây. Nếu như biết Quang là người để cho em thông tin, tại sao chúng không ra tay với Quang mà lại giết Hằng? Đó chính là mũi tên mà chúng hai đích. Nếu đây là đường dây mua bán trẻ em như Thủy nói, thì việc giết Hằng
là thủ tiêu nhân chứng, vừa đổ tội cho quan, và khi đưa quan vào tù thì bọn chúng sẽ không đối mặt với bất cứ ai nữa. Nhưng một điều khó khăn của chúng ta là không có lý do gì mà chúng ta điều tra lại đường dây này, tìm ra hai gã thanh niên này và có kết luận rõ ràng về cái chết của Hằng. Theo tôi, chúng ta nên thả quan ra. Nếu mà không đủ chứng cứ buộc tội thì tôi đồng ý. Tình hình nhà hàng hoạt động sao rồi? Tôi thấy nó đang chững lại đó. Dạ, tình hình hoạt động tốt đó đại ca. Em bận luôn tay luôn chân, em thúc giục tụi nó đó đại ca. Có điều tụi này chẳng ra gì hết. Đại ca ơi, hết ăn khách rồi. Sau vụ 10 đứa này, tao đang có kế hoạch làm ăn mới. Có lẽ phải thay đổi cục diện. Còn qua sao rồi? Em để nó quản lý luôn cái đám gái ngoài đường, em thấy nó cũng ổn đó đại ca. Mà nha, đại ca tính như thần vậy đó nha. Đừng có chủ quan. Dạ, em muốn bàn thêm với đại ca cái vụ làm ăn sắp tới đó. Để lúc khác, bây giờ tao có việc phải đi rồi. Dạ, thưa đại ca em đi. Alo. Đó, ông mà dạy dỗ nó ngay từ đầu như vậy có phải đỡ hơn không? Các con tôi không nghe lời bà, còn nghe lời ai nữa. Thôi, ông đừng có mà nịnh. Còn đứng đó nữa, giúp tôi dọn dẹp một tay đi ông. Người ta sắp đến bây giờ á. Ừ. Chà, mà ai có thể làm cho bà đón tiếp long trọng dữ như vậy? Cậu đó là một luật sư, còn trẻ nhưng mà nó rất thành đạt. Ông mà gặp cậu ấy, ông sẽ thích ngay thôi. Ừ. Sao cậu ta biết bà? Tôi quen cậu ta ở trong siêu thị. À, cô cảm ơn con. Dạ, cô hôm nay có tiệc hay sao mà cô mua nhiều đồ quá vậy? Có tiệc gì đâu con, cô mua để ăn nguyên cả tuần luôn. Với lại lớn tuổi rồi, đi lại cũng khó khăn. Mà vợ con đâu mà con lại phải đi chợ như vậy? Ờ, con chưa có vợ. Tại mẹ con hôm nay ốm cho nên con phải đi mua giùm. Thanh niên mà chiêu đáo quá ha. Con cũng bận tối mặt tối mũi, nhưng mà có thật mới giật được đạo cô à. Cô cứ gọi con là Minh. Ừ, còn cô là May. Dạ. Mà nè, con làm nghề gì vậy? Ờ, con làm luật sư cô à. Con thấy mặt cô có hậu lắm, chắc ai mà làm con cô sướng lắm ha. Cô cảm ơn con. Mà nè, nhà cô cũng ở gần đây, lúc nào rảnh con ghé qua chơi cho biết nhà. Đó, vừa nhắc đến là cậu ấy tới à. Để tôi ra mở cửa cho cậu ấy nha. Minh đó hả con? Dạ, con chào cô. Con vô nhà đi. Dạ. Thủy ơi, xuống ăn cơm đi con. Thủy ơi, làm gì lâu vậy con? Con xuống liền, chờ con chút. Rồi, khui bia đi cậu. Dạ. Rồi, cảm ơn cậu. Mẹ. Rồi, cậu khui đi. Con ngồi bên kia. Dạ. Cậu làm ở đâu vậy? Dạ, cháu mở công ty luật. Con cứ ăn uống tự nhiên như ở nhà đi. Dạ. Ăn đi con. Ông ăn đi ông. Ừ. Tao cần hàng ngày với số lượng lớn. Tụi mày có gom nổi không?
đơn giản. Má cứ ứng tiền trước thì mọi việc sẽ xong ngay. Mày phải bảo đảm chắc chắn đó. Tiền bạc không thành vấn đề. Gái có chất lượng thì hiếm, chứ còn mấy cái loại mà qua sử dụng rồi đầy. Chỉ cần con bỏ thời gian lên mạng, kịch 30 giây là có hàng ngay cho má liền. Tụi mày làm ăn cho gọn gàng nghe chưa, để người nhà tụi nó phát hiện là mệt đó nghe chưa. Cái loại mà đi chát đêm, có đi mấy ngày ba má nó cũng không có bận tâm. Vấn đề là má cho tụi con bao nhiêu tiền? 2 triệu một đứa. Có thể đã qua sử dụng, nhưng tuổi đời không được quá 22. Má cần bao nhiêu đứa? Khoảng 10 đứa đi. Ủa, vấn đề là hàng tập trung vậy đâu, nhưng mà ai là người nhận mới là quan trọng nè má. Tao sẽ báo điểm giao hàng. Chỉ cần tụi bay báo trước. Nhìn cái mặt là biết đòi tiền đúng không? Đó là 10 triệu tạm ứng đó. Cầm lấy mà lo việc đàng hoàng cho tao. Má yên tâm đi. Biến lẹ đi. Vũ. Dạ. Biểu. Chuyện gì vậy má? Có trai nào đẹp đẹp không hả con? Cho má chứ gì. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Nhìn cái mặt là biết muốn tiền rồi. Đợi má chút xíu. Trai phải ngon nghe chưa? Dạ cảm ơn má. Nhớ đó. Dạ. Trai phải đẹp đó. Dạ. Cô già Thủy nấu ăn ngon quá, chẳng khác gì nhà hàng. Ở đây toàn là sản phẩm của má tôi không đó. Tôi không biết làm gì đâu. Con. À, ăn uống xong á, hai đứa cứ việc ở nhà chơi. Cô chú có việc phải đi. Dạ được. Ơ, má. Con. Dạ, bác làm cảnh sát hình sự à? Cháu thấy nghề cảnh sát hình sự thế nào? Nghề của con với nghề của bác có rất nhiều thứ liên quan tới nhau. Cháu nghĩ cháu và Thủy sẽ dễ dàng thông cảm và hiểu nhau. Con gái chú nó bướng lắm. Cháu luôn đánh giá cao những cô gái có cá tính. Tôi lại rất ghét kẻ nào tự tin quá. Vì tự tin là đức tính của anh, cho dù ở bất cứ lĩnh vực nào. Anh, anh được thả rồi hả? Anh có bị đánh không? Anh có bị làm sao không anh? Không. Hả? Anh không sao. Mình vô nhà rồi nói chuyện em. Anh có đói bụng không? Anh mệt lắm không? Hay là để em pha nước cho anh tắm nha. Anh không uống, em ngồi xuống đi. Anh nói sao mà họ thả anh vậy? Anh không giết người, anh không giết Hằng. Lúc anh nóng giận, anh chỉ bóp cổ cô ta thôi. Cô ta vẫn còn họ khi anh bỏ đi mà. Thôi được rồi, cuối cùng anh cũng được tha là được rồi. Anh về là em mừng lắm. Con gái mình đâu em? Dạ con nó đang ở trên lầu á. Anh lên lầu thay đồ, anh phải đi công chuyện đây. Anh mới về, còn là đi đâu nữa vậy?
Anh có chuyện gấp phải đi mà. Thôi mà, để mai đi. Mai đi nha. Không được, anh có chuyện gấp phải đi. Anh à, anh. Anh. Thủy hả con? Con kiếm đâu ra cái áo này vậy? Thay ra ngay. Lại còn vẽ mặt nữa. Không biết trang điểm thì gọi mẹ vẽ mặt cho. Ai lại? Mẹ, vừa nữ tính vừa xinh đẹp như vậy, mẹ con muốn gì nữa? Vậy đó. Trời ơi. Thôi con đi nha. Bye bye mẹ nha. Thủy ơi, con đi đâu? Anh ơi, anh ơi, giá rẻ, giá rẻ anh. Anh ơi. Sao, mày đi dài sao rồi? Tao ế lắm mày ơi. Trời. Tiền bạc giờ túng quá chừng luôn. Hôm qua mày có đi với ai đâu? Có đâu. Hồi đi nó cũng còn không bo cho tao nữa nè. Nó lại vậy mày? Nó lùn dữ quá. Thì mày qua hỏi nó coi. Mày di chuyển từ chỗ khác quá à. Vậy tao mày rồi, chắc phải kiếm chỗ để đi quá à. Ê con quỷ kia, mày đứng đây làm gì mày? Đợi bạn. Vậy biết sao giờ, tụi mình phải kiếm chỗ. Đứng đợi bạn thì được. Mày mà bắt khách chết với tao. Chắc nó lợi đây đâu. Mày liệu hồn nha mày. Trời ơi, mon men vô đây là chết với tay chị đó nghe cưng. Giờ mấy cái chị kia thì có vừa đâu mà lợi nó đứng. Đứa nào vậy? Nó nói đợi bạn. Vậy hả? Đi không em? Anh đi với em đi anh. Giá rẻ nè anh. Giá bao nhiêu vậy em? Dạ 500. Sao mắc quá vậy? Làm như tụi này chưa đi chơi gái bao giờ. Chứ anh đòi bao nhiêu? Một. Chừng đó chưa đủ tụi em mua bao nữa đó. Vậy thôi tụi này đi. Gì cha nội? Hỏi giá rồi đi vậy trời. Em đi với anh không em? Nhìn em được đó. Giá bao nhiêu vậy em? 5 xị. Để tao. Lên đi em. Xin lỗi hai ông anh, hàng này không bán được. Anh đùa hả? Hàng không bán để làm mẫu chắc? Đã làm gái, ra đến đây mà còn đòi giá cao. Hai ông anh chỉ được chọn trong đám đào này thôi. Ưng ý thì đi, không thì biến mẹ tụi mày đi. Mày có biết luật không mà dám ra đây đón khách? Luật gì? Luật rừng. Tao chỉ có luật trời, luật đời. Trời đất không của riêng ai hết đó. Đây là đường phố, chứ không phải rừng. À con điếm này, mày còn lý luận hả? Tụi mày dạy cho nó biết thế nào là luật rừng đi. Chồng mày chết nè. Mày. Vậy ra con này có chỗ tụi bay ơi. Đánh nó đi. Quỷ cái tụi bay mày. Trời quá đáng. Đánh là mày. Đánh là mày chết nè. Đánh cho tao. Mày dám hả nè? Mày dám hả nè? Mày dám hả? 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 Thử coi mày còn dám nữa hết. Mày nhớ nha mày. Này cho mày đừng coi. Có chuyện gì vậy? Con này nó tính tới đây giành khách của chị nè. Mày ở đâu tới vậy? Ai cho mày tới đây? Câm hả? Chị hai mày hỏi kìa. Tụi bay á, lo làm việc đi. Tối nay mà ế, đừng có trách tao nha. Tụi tao ở đây á, còn kiếm chưa đủ nhét cái lỗ miệng nè mày. Tính ở đây giành chén cơm tụi tao hả? Thôi mày đi đi. Mày. Đi đi. Mày. Mày nhớ mặt tụi tao chưa? Đi. Đi ra đây nè.
là mặc đi. Dạ. Mày ở đâu tới? Dạ em ở nhà. Lần đầu hả? Dạ. Lần đầu mà lại ra đây đứng chi cho phí đời. Hai mẹ con em ở dưới quê, lên đây để kiếm sống, mà mẹ em bị bệnh nên em cũng không biết làm sao nữa. Mày cần bao nhiêu tiền? Em cũng không biết. Em chỉ lo mẹ nằm viện vài ngày, em ở ngoài vậy cũng không biết phải làm sao nữa. Thôi được rồi, cầm đỡ về nhà mua thuốc đi. Thôi, em không cầm tiền của chị đâu. Em cần việc làm để kiếm ra tiền. Chị thương em nha. Mày còn chưa biết cuộc đời làm gái nó nhục như thế nào đâu. Nhưng em cần tiền để lo cho mẹ em mà. Nếu mày cứ muốn như vậy á, thì mai mày đến tìm tao. Mày nhớ nói là em của Hoa ở dưới quê lên, nghe chưa? Dạ, chị là chị Hoa. Em cảm ơn chị nha. Thôi, đi nhanh đi, chứ không tụi nó tới đánh nữa bây giờ. Đi nhanh đi. Em cảm ơn chị nha. Đi đi. Việc đi. Thủy nè, em làm sao vậy? Em bị sao vậy nè? Em ngồi yên đi để anh lau cho. Em không có sao đâu. Đưa đèn lau cho, cứng đầu vừa phải thôi. Hồi nữa xong là đưa em về nhà đó. Nhưng mà người em vậy sao về nhà được? Chứ sao giờ? Hay là để đưa em về rồi nói với ba má em á, làm bị té xe vậy được không? Thôi bà em không tin đâu. Hay là anh cho em ở nhờ một đêm nha. Em sẽ điện thoại nói với ba em là hôm nay cơ quan có việc gấp, em phải ở lại trực. Ba em tin liền ạ. Em ở đây hả? Ừ. Thôi được rồi, vậy tối nay em ở đây đi. Em có đói không? Anh nấu gì cho em ăn. Hay là em ăn mì tôm được không? Dạ. Với lại anh cho em mượn bộ đồ luôn nha. Ừ. Hồi nữa xong là đưa em về nhà đó. Nhưng mà người em vậy sao về nhà được? Chứ sao giờ? Hay là để anh đưa em về rồi nói với ba má em á, làm bị té xe vậy được không?
Thôi bà em không tin đâu. Hay là anh cho em ở nhờ một đêm nha. Em sẽ điện thoại nói với ba em là hôm nay cơ quan có việc gấp, em phải ở lại trực. Ba em tin liền ạ. Em ở đây hả? Ừ. Thôi được rồi, vậy tối nay em ở đây đi. Em có đói không? Anh nấu gì cho em ăn. Hay là em ăn mì tôm được không? Dạ. Với lại anh cho em mượn bộ đồ luôn nha. Ừ. Alo, Thủy đó hả con? Dạ, ba. Hôm nay cơ quan có việc gấp, con phải lại trực đó ba. Nhớ về sớm nghe con. Dạ, sáng mai con sẽ về. Dạ, chào ba. À, bye con. Đồ em nè, xuống tắm rửa thay đồ đi. Em mới gọi điện thoại cho ba em rồi, ba em tin liền á. Em đi thay đồ nha. Thủy nè, em nói cho anh biết đi, em làm gì mà ăn bận quá đáng vậy? Trông giống gì như hán tuồng lắm hả? Không phải vậy. Em đang định làm gì mà bí mật giấu anh? Em chỉ muốn mình nhìn già hơn chút. Thủy à, em có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không? Thật ra em định trà trộn với đường dây của Hoàng, chỉ như vậy mới lột được mặt của hắn. Anh biết không, Quang không thu thập được gì từ hắn cả. Hắn đúng là một con cáo già. Nếu không làm rõ được vụ này, Quang sẽ đi tù thay hắn. Em không thể để vậy được. Anh cũng đồng ý với em, nhưng không phải bằng cách này. Và em thấy đó, những vết bầm trên mặt của em là kết quả của vụ thâm nhập đó. Nhưng mà em có chút manh mối rồi. Chuyện đó để anh tính. Thôi mang mày tiếp đi. Vậy cũng được, cảm ơn anh. À, ngày mai mà không đi làm, anh xin phép giùm em nha. Thôi em ngủ đi. Anh ra ngoài đi. Đứng lại. Đi đâu vậy cô em? Dạ, em đi tìm chị Hoa. Chị Hoa nào? Em là gì của chị Hoa? À, em là em họ của chị Hoa với quê mới lên. Chị Hoa nói là hẹn em ở đây nè. Thiệt không? Thiệt. Muốn bia không? Không. Đi theo tôi.
Sao em đến sớm quá vậy? Tại em nôn quá. Ở đây đẹp ghê chị hen. Ừ, ở đây đẹp, vậy thì em ở đây luôn đi. À, khi nào Má Hoàng ngủ dậy á thì chị dắt em qua gặp Má Hoàng. Má Hoàng là ai chị? Má Hoàng á là người quản lý ở đây. Má rất là rắn, nhưng được cái là chơi được. Đi qua bên này nè em. Em suy nghĩ kỹ chưa? Em còn sự lựa chọn nào khác đâu chị. Ừ, ở đây á, tuy gò bó nhưng mà có bảo kê, nên là mình không có sợ bị ức hiếp hay là bị tranh giành khách gì hết trơn á. Mà em làm ở đâu hả chị? Ờ, thì làm ở đây nè em. Ở đây hả? Ừ. Sao em thấy vắng que vậy? Trời, tí nữa tối em khắc biết. Chỉ sợ em không có sức để phục vụ khách mà thôi. Chị làm ở đây bao lâu rồi? Chị làm ở đây được 10 năm rồi em. 10 năm? Ừ. Nếu như là em á thì em sẽ cố gắng kiếm một số vốn, sau đó mở một quán nước nhỏ. Thì chị cũng tính như vậy, nhưng mà trừ khi chúng không cần đến mình, chứ tự ý mà bỏ đi thì khó lắm em ơi. Hiếm có ai được như con Hằng lắm. Hằng là ai vậy chị? Chị quên, nó là người làm ở đây, được má cưng chiều nhất ở đây đó em. Trước khi nó rời bỏ đây á, nó được má cho một khoản tiền lớn nữa đó em. Sao chị mới được vậy? Chị không biết, mà có thể là cô ta làm nhiều việc khác nữa, có trời mới biết thôi. Em suy nghĩ kỹ lại đi, bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn. Dạ em đã quyết định rồi, chị cho em theo chị nha. Thôi được rồi, nếu em đã quyết định như vậy. Dạ. Chị sẽ dìu dắt em. Chào má. Mới sáng sớm có việc gì vậy con? Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi em. Đứa nào đây? Tôi nhìn tôi thấy quen quen đó nha. Hình như tôi nhớ tôi gặp cô đâu rồi đó nha. Cô có tới đây rồi phải không? Dạ chưa, em chưa tới. Dạ, nó là em của con, ở dưới quê mới lên đó má, muốn xin vào đây để làm tiếp viên á. Em thiệt không hả bà? Dạ em con thiệt mà má. Cái cô kia đã làm ở đâu chưa? Dạ chưa. Cô biết làm gì? Dạ em biết rửa chén rửa ly. Cái đó đây không có cần cô. Má, nó có thể tiếp khách mà má. Dạ em đang cần tiền. Cô đó gọi tôi là má, xưng bằng con biết chưa? Dạ. Nó có thể làm ở ba thiệt không hả mày? Dạ thiệt mà má, nhưng
Em nó mới lên, con phải dạy bảo nó nhiều điều nữa. Chắc là được thôi, đang thiếu người mà, đừng có lo. Mày đưa nó ra ngoài để tao hỏi ý kiến ông chủ đã. Dạ. Lẹ đi. Đi. Giữ giùm em. Dạ. Đại ca ơi, đại ca. Con nhỏ nào vậy? Dạ, em có con quỷ cái qua. Tụi bay phải cẩn thận. Chọn người thì phải biết rõ nguồn gốc nghe chưa? Dạ, em biết. Nhưng mà giờ phải sao hả đại ca? Tại sao mày có thể hỏi một câu ngu xuẩn như vậy? Chắc tao không thể sử dụng mày thêm được nữa. Đại ca, đầu óc em tuy ngu xuẩn, có vấn đề không còn mách mát, nhưng mà cũng không đến đổi. Đại ca dạy bảo em á, em hiểu ngay liền đó. Bây giờ đại ca muốn em làm gì em cũng làm hết á. Theo mày thì nên làm gì? À, đại ca, bây giờ là mình không cho nó làm ở chỗ mình, cần thiết á cho nó theo con Hằng luôn. Mày không nghĩ ra trò nào hay hơn à? À, hay là đem bán nó cùng chiến hàng đợt này đi đại ca. Không, tao thì lại thích chơi trò mèo dờn chuột. Ủa, nghĩa là sao hả đại ca? Em không có hiểu. Nó thích sống cuộc đời của một con điếm. Thì tao sẽ cho nó được thỏa mãn. Mày, lệnh cho con qua bắt nó học đủ chiêu của một con điếm, nhưng quan trọng không cho ai đụng vào, nghe chưa? Dạ. Đại ca quả là cao cơ. Biến đi. Dạ, tôi đi các em đi. Đưa giỏ cho em. Như vậy là sao? Em về thì thấy cô ấy để lại mảnh giấy này, điện thoại thì cũng để đó luôn. Tôi đã bảo là cậu theo sát con bé rồi mà. Bây giờ tôi biết ăn nói làm sao với ba má Thủy đây. Hôm qua cô ấy về, em thấy cải trang giống cái làng chơi lắm, rồi lại còn bị đánh bầm tím. Em nhìn hoài á thì mới nhận ra. Em nghĩ cô ấy cần được nghỉ ngơi. Vậy liệu cậu có tới quán bar đó không? Không dễ gì vào đó được đâu. Em sợ rằng cô ấy sẽ tìm tới, nhưng không biết bằng cách nào thôi. À, hay là đem vào hỏi thử coi. Nếu mà Thủy xông vào quán bar thì thật là nguy hiểm cho con bé. Nhưng ta phải biết cô ấy đang ở đâu chứ. Con nhỏ này thật là liều mạng, vô tổ chức kỷ luật. Nếu mà tự ý nó làm như vậy á, thật là nghiêm trọng nghe hơn. Dạ. Sếp cứ để đó, rồi em sẽ tìm cách tiếp cận, chứ biết sao bây giờ. Hưng à, cậu phải thật cẩn thận nha. Dạ, em biết rồi. Anh à, nhà Thủy gọi. Nhà Thủy gọi à? Chắc có lẽ em phải đến nhà cô ấy thôi. Không được, ba Thủy thì có thể thông cảm được, còn má Thủy thì không thể chấp nhận đứa con gái duy nhất của mình xa vào cái lũ quỷ đó.
Bây giờ mình phải làm sao hả sếp? Thôi được, chuyện này để tôi tính. Hay là con nó đi dự dạ hội hóa trang với bạn bè? Đi dự hội hóa trang chứ đâu phải là trinh sát đâu mà không nghe điện thoại. À, bà nói rất đúng. Lần này nó về á, tôi phải cho nó biết thế nào là thiếu quân luật, không thể dễ với con bé này được. Dạ, con chào bác. À, chào cháu. À, chào chị. À, chào chú Hòa. Lâu lắm rồi tôi mới gặp chú. Có anh ở trong nhà không chị? Có, ảnh đang ở trong nhà. Chú với lại cháu vô nhà chơi. Dạ. Dạ. Có chuyện gì sao chú Hòa? Dạ. À, giờ này cơ quan em bận nhiều việc quá nên không có thường xuyên ghé thăm anh chị được. Chú từ cơ quan đến đây, chú có thấy con Thủy tôi ở đó không? Thì em đến đây cũng vì việc đó đó. Sao? Con Thủy nhà tôi có việc gì hả chú? Ông ơi. Kìa bà, cứ để chú Hòa cụ Hưng uống nước cái đã. Chú và cháu uống nước đi. Bà ấy lúc nào cũng vậy, chú thông cảm. Con Thủy nhà tôi đi từ tối qua đến nay chưa về. Chú có biết nó đi đâu không? Dạ, hôm qua Thủy phải trực bác à. Nếu trực thì hôm nay phải về sớm chứ. Dạ, chuyện là như vậy chị. Đội của em có một vụ án ở ngoài tỉnh. Thủy là người mới nên em cử đi theo để học đồng đội cũ. Sao ông không nói năng gì với tôi một câu vậy? Nhiệm vụ mà, có thể lên đường bất cứ lúc nào, đâu có biết trước mà nói với bà được. Nhưng đáng lẽ ra nó cũng phải được gọi điện về nói với tôi một câu chứ. Đã đi làm công việc như vậy thì không được sử dụng điện thoại chị à. Thôi bà cứ yên tâm đi, ở đây có chú Hòa rồi, chú không để con bà gặp nguy hiểm hay khổ sở gì đâu. Nếu nó có kinh nghiệm như các chú thì tôi cũng đỡ lo. Đằng này mới vào nghề, nó còn lập cập lắm. Dạ, cháu Thủy nhà mình nó cũng khôn ngoan sắc sảo lắm. Vậy nó phải đi đến bao lâu mới được về hả chú? Kế hoạch là đơn vị của em có một vụ án mà phải đóng lại từ 1 tới 2 tháng chị à. Nhưng mà nếu có dịp á, em sẽ cho cháu Thủy về thăm anh chị sớm hơn. Chú nói vậy thì tôi cũng yên tâm. Thôi chú và cháu uống nước đi. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, thôi cháu xin phép. Giờ cháu phải đi trực rồi. Ờ, cháu phải về trực hả? Dạ. Dạ, em xin phép anh chị. Hôm nào rảnh rỗi em sẽ tới thăm anh chị. Hôm nào rảnh chú ghé lại chơi. Dạ. À, có chú về. Dạ. Ừ, chú và cháu về ha. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ. Nè, mấy chú không qua được mắt tôi đâu. Dạ, anh. Vì lý do công việc, tôi không dặn dẹo chú. Coi như tôi giao thủy cho chú. Nhớ bảo ban nó, đừng để nó gặp nguy hiểm. Thôi mấy chú về đi. Dạ, em chào anh. Dạ, cháu về. Ừ. Em sao vậy? Sao đâu. Anh muốn nói chuyện với em. Chuyện gì? Thì những chuyện đã xảy ra với anh. Có gì đâu nói. Anh hỏi em, tại sao em giúp anh? Em biết anh không có giết Hằng, cho nên em không muốn có rắc rối cho anh thôi. Vậy tại sao em vẫn có thái độ lạnh nhạt với anh? Em không tha thứ cho anh à? Anh có biết là rất là khó không? Những gì mà đã in sâu vào tâm thức rồi, nó rất là khó quên. Mỗi khi em nhắm mắt lại thì những tấm ảnh đó lại hiện lên trong đầu của em. Em cũng xem những tấm ảnh đó à? Không chỉ riêng em, mà tất cả mọi người cũng biết nữa. Mọi người đều nhìn em với cái ánh mắt thương hại. Anh biết tội lỗi của anh quá lớn. Em muốn đánh, muốn chửi rủa, muốn làm gì cũng được. Nhưng anh xin em đừng lạnh nhạt với anh. Ghê quá à, như máu vậy đó. Như vậy á, buổi tối mới gây được ấn tượng chứ. Nhưng mà chị nghĩ á, mặt em trang điểm nhẹ nhàng nó đẹp hơn, chứ trang điểm đậm không có hợp đâu. Thôi bà chị ơi, chị nói ba cái đó làm gì? Vậy nó cách ngủ với đàn ông như thế nào, vừa không tốn sức mà vừa kiếm được nhiều tiền. Nếu vậy em phải học mỗi người một ít mới được. Cái đó thì chỉ có bà Hoa dạy thôi, còn tụi này thì phải giấu nghề. Thôi em đừng có để ý tới tụi nó làm gì, theo chị ra ngoài. Dạ. Đi. Em đi coi nè. Alo. Na đó hả con? Bà ngoại đâu mà sao con gọi điện cho má vậy? Má biết rồi, con ở nhà ngoan nha. Ít bữa nữa má sẽ về nhà thăm con. Con ở nhà với ngoại ngoan nha. Bye bye con nha. Con gái chị hả? Ừ. Lâu lắm rồi chị không có về thăm nó. Con của chị nó ngoan lắm, nó học giỏi nữa chứ. Chị sẽ cố gắng lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn. Chị muốn là sau này á, nó làm kế toán của một công ty thật là lớn, không như chị bây giờ đâu. Mà em ở đây mấy ngày rồi, sao chưa xếp em làm gì hết trơn vậy? Hay là em muốn về thăm nhà được không?
không được đâu em. Hàng mới ở đây ấy, như em là chúng canh giữ kỹ lưỡng lắm. Má Hoàng không có cho em ra ngoài đâu. Thì em chỉ muốn vậy thôi chứ đâu có dám làm phiền chị. Hay là chị cho em mượn điện thoại gọi về nhà một chút được không? Điện thoại này á chỉ được nghe thôi, không có gọi ra ngoài được đâu em. Bọn chúng á kiểm soát kỹ lưỡng lắm em mà. Dạ. Bây giờ em mới hiểu kinh doanh trên thân thể là như thế nào. Em đã theo chị thì phải cẩn thận đó. Mấy đứa ở đây á sẵn sàng đánh chửi nhau chỉ vì giành khách thôi đó. Có khi nó hại cả tính mạng của em nữa. Đừng bao giờ để chúng biết á là em được khách cưng chiều, nghe chưa Thủy? Em không hiểu. Thì nói tóm lại á là làm chuyện gì cũng phải biết giữ thân giữ mình, đừng có tin người quá. Không hiểu gì sao mà chị coi em như là em gái của chị vậy đó. Thì không chị. Có lẽ vì thấy em có nét gì giống chị vậy đó. Cũng có thể là tụi mình đã nợ nhau từ kiếp trước. Vậy chị cứ coi em như em gái. Có gì thì chị bảo cho em. Cần chị cứ tâm sự với em cho nhẹ nhõm. Sống ở đây á, em phải cố mà làm vừa lòng má Hoàng, nghe chưa em? Sao má là ông chủ, được họ thương rồi á, em muốn làm gì cũng được. Còn nếu không á thì bà sẵn sàng loại bỏ em đó. Ông chủ là ai mà ghê gớm vậy? Ông không sợ pháp luật hả? Pháp luật á là nằm trong bàn tay của ổng đó. Ngay cả đến công an á mà ổng còn cài người vào được. Huống chi là tụi mình không có nhầm nhò gì hết em. Rồi có ngày ổng sẽ phải trả giá. Em ăn nói phải giữ mồm giữ miệng. Chị đã nói rồi, phải cẩn thận để người ta nghe thấy là không nên. Thôi vô trong đi. Đi.